đó, dễ thương. Rồi, cái đó quý vị, bằng bây giờ đêm đầu tiên của bé Tư tại Sài Gòn Tân Thời đó quý vị, hy vọng là quý vị cũng sẽ ủng hộ qua cho từng thành viên, cũng giống như những thành viên mới xuất hiện lần đầu. Và ngay bây giờ dòng lời tiếp đầu tiên, ai chưa có vé, quý vị cầm cái lá vé lên, quý vị sẽ thấy là sẽ có 60 con số tương ứng với 60 trái banh trong lòng cầu trên sân khấu. Và khi bỗng đầu bắt đầu kêu con số nào, quý vị vui lòng và dùng tâm xỉa răng chọt cho con số tương ứng. 4 con trên một hàng ngang là quý vị may mắn đoạt giải. Dạ, cần cần về vé bên đây luôn, hết vé, biết ai còn vé chạy mấy đi ra hết vé chưa, vé kìa, vé kìa, giống giống vé kìa mấy gì đây, hey bán vé đi ba, mấy gì là xuống đi ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, buông 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 gì đây, ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, vui lòng xin theo quán em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Em bán sầu riêng chứ tình duyên không bán. Bán ai đâu mua. Chị Lậu ơi. Ai chưa đâu, Nguyễn Trung nãy chưa thấy tiền cha bà con giơ tay giùm cho em đó. Dạ. Chờ hát một câu giọng cổ mà không yên với mấy má. Mày qua đây diễn mày chết ngừa chưa? Trời ơi, ta mà hát lưu tù, buôn bán gì buôn bán hoài. Đi đi. Ô, cái đồ mập. Em nói em á. Em đang nói em luôn á. Cái này là sao? Cái này ốm hả? Không, cái quy định của nó vậy là nó ốm đó. Mấy người mà đi không nổi mới là mập. Ừ, rồi, lại nha, nín nha. Con làm ở miệng từ lương á. Rồi. Trời luôn ổng liền. Ông bắt bài giáp trời không? Tao nói mở miệng còn ông bắt nhạc. Ok. Tại sao người ta lên trên này hết trơn đứng rồi, mày cái dưới mày còn bán. Ủa mày đi chảy mà mày á, tao hay gì vậy mà mày không cho tao hát? Bán đây. Dạ ai còn chưa có vé giơ tay giùm ủng hộ cho em nấu gì đó, quẹo nó luôn. Em bán sầu riêng chứ tình duyên không bán. Em thèm trả lời anh rồi đưa đi thăm vườn sầu riêng, gió thổi tóc em bay theo con bướm trắng lượn quanh mình. 49 vô, 49, 49, 49, 49. Có mấy gì đa mấy gì đa số gì đa mấy gì đa mấy gì đa, có mấy gì đa mấy gì đa số gì đa mấy gì đa bao trong mong chiều chủ nhật đã đến rồi, trời sao không nắng, chỉ sợ trời mưa cho anh ngại không đến để lòng em đến thương dài ngập ngừng thật lâu. Mẹ tươi cười kẻ nói con cái mẹ thiệt là khôn. 34, 34, 34, 34, 34 má, 34 ra là 34 xuống gì đây, gà xuống gì đi, xuống gì đây, xuống gì đây, gà xuống gì đi, xuống gì đây. Hey, 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 hey. Mama, mama chị ba la. Con ơi, chiều nay ba chửi, ba chửi, má nghe ông sầm nè. Ô kìa anh như cô thăm, không bắt năm mờ sao mới về. Các người sinh con xuân quá trong ngưỡng ngỡ
từ đây ba từ đây nhìn giây phút thêm đau lòng. Thương nhớ có nó tâm thế ngàn vàng nắng, nhờ nó phê quả dư thù dân tâm sang hạ. Rồi cũ thay mà phê vào ác khi vào đành cam. 38, 38, 38 57 mấy gì đây số gì đây mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây số gì đây mấy gì đây mấy trắng bay lá rụng ngoài sân già. Thương nhớ về đâu nghe lòng dương sầu thương thiết tha. Trắng đã lặng trốn xa thương thương nhớ nhớ một người bao thu đã bên nhau sao dân mình xa vắng nhau. 26 số gì ra mây gì ra số gì ra mây gì ra. Hôm qua em đi chùa hương hoa hò còn mờ hơi sương bụng thầy mẹ em tiếng động soi cười trên chùa hương mà vậy đó. Nhỏ nhỏ cái đôi gà cao em đeo cái xài lượm đào. Hôm nay xin được đặt bước ra chúc mừng cho trời ơi chúc mừng con dễ thương quá vậy nè. Rồi chúc mừng em nha. Trung là chị gặp xíu Trung. Rồi bây giờ trời có đại diện gia đình không chứ mini chết vậy đó không biết được. Trời ơi nó quýnh trời ơi dễ thương quá à. Rồi 0892 dòng loại hợp lệ con số 8. Có 1. 24. Có 2. 38. Có 3. 55. Có 4. Rồi hợp lệ nha chủ nhân đầu tiên. Và có ai đại diện lên không? Ba đâu? À, hả? Ba nó trốn rồi hả? Rồi ok. Rồi con số 8. Có 1. 29. Có 2. Gì vậy mẹ? 49. Có 3. 55. Có 4. 0892 hợp lệ và hai chủ nhân. Tiếp theo xin chúc mừng 0893 với con số 8243855. Số 8243855 dạ chỉ có đủ. Điểm em nghe. Rồi số 829 49 55. Đủ. Dạ xin chúc mừng. Rồi văn của chị gọn lắm đủ. Rồi chị quay banh đi chị. Đó. Em quay banh cho mấy anh nha. Trời ơi là trời. Ê được không? À. Rồi
em xin lỗi, em mạnh tay quá, cốt đàn ông vẫn còn. Rồi, các quý vị và bây giờ vào loại thứ ba buổi tối ngày hôm nay sẽ được đón bước thật nhanh thật lẹ bà con cô bác mình không chờ để làm hòa một đồng thể. Sau đôi ba vòng loại khởi động chúng ta sẽ đến với chương trình văn nghệ tối nay. Phi Tinh Vân hết vé rồi, đó từ khi mặc quần vô bán vé rất chạy quý vị nha. Hồi nãy là hở trên hở dưới, bây giờ là kín đáo rồi đó. Rồi hy vọng là rồi mấy chị em qua hậu đem cho em vé cho Phi Tinh Vân nè. Rồi đã người mình đã thúi mà thích chen vô khu vực đông không à? Ví dụ như mình bán ở vỉa hè rồi đi. Mình thúi cũng không ảnh hưởng tới ai. Đó. Dòng quay, dòng quay. Quay được rồi anh ơi. Đi vòng ngoài sao bán? Trời ơi. Ui, anh đút vô nhẹ thôi. Đâu cái gì vậy? Ở đây anh. Anh cần quay không? Anh thổi quay luôn hả? Tuyệt vời dữ vậy. Trời ơi. Vậy anh. Đáng lý là anh quay là con số lớn rồi, anh không quay có số số mấy vậy? Số 1. Rồi, bây giờ số 5, số mấy và 23 và 11, chúc mừng anh nha. Rồi xin mời tất cả các chủ nhân bước vào đây nhận thưởng giùm em, đây là lớn nhất. À, anh ơi trả cho em cái banh anh ơi. Dạ đó rồi, cảm ơn anh. Rồi. Rồi. Kính thưa quý vị và ngay bây giờ trong lại tiếp theo sẽ được rã bước phục cho bà con cô bác mình và mọi người bé giá trị không đổi 10.000 đồng.